Chào các bạn, mình là Linh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ khuyển nhé. Bộ này là một bộ khá là quan trọng và cơ bản trong 214 bộ thủ. Thì nó sẽ được cấu tạo như sau. Nó sẽ bao gồm một nét phẩy ngắn, một nét cong móc và một nét phẩy ngắn tiếp theo nữa. Đó, nó có cấu tạo như thế này, như trong clip. Tiếp theo thì các bạn cần chú ý cho mình một chút, đó là ở đây chúng ta sẽ viết một nét phẩy ngắn trước này. Sau đó chúng ta sẽ viết một nét cong móc thì sẽ cắt qua giữa cái nét phẩy ngắn này nhé. Đó, một nét cong móc xuống phía dưới. Vậy cái nét cong móc được viết như thế nào? Giờ đây mình sẽ nói qua một chút này. Chúng ta sẽ dựng một cái đường kẻ thẳng lên trên như thế này. Đó, để dựng cái nét của mình lên trên. Sau đó để nó dựng đứng lên trên nhá. Tiếp theo nét phẩy ngắn thứ hai thì sẽ có cái hướng đi song song với cái nét phẩy ngắn thứ nhất. Với tượng hình thì hai cái nét phẩy này tượng trưng cho bộ lông của nó đấy. Và các bạn chú ý cho mình về cái khoảng cách của nó nhá. Khoảng cách của hai cái nét phẩy này nó cũng sẽ khoảng cách với nhau, đi song song với nhau về hướng nét. Tiếp theo thì mình sẽ nói tới cái nét cong móc này. Thì các bạn chú ý cho mình đừng viết nó hướng hình S gì như thế này nhá. Hay là viết nó cong cong mà nó uốn uốn lượn như thế này là sai nhá. Vì bản chất của nó này, nét cong móc này, dựa theo cái đường kẻ thẳng như thế này. Đó, và các bạn chú ý cho mình cái phần thân nét nó sẽ hơi cong. Và ở đây chúng ta có thể hiểu có hơn một chút cung độ. Còn với nét sổ móc thì chúng ta sẽ viết dựng thẳng đứng, tức là nó sẽ khởi bút là một nét sổ thẳng xuống. Đây là một cái nét khá là dễ nhầm lẫn với nét sổ và các bạn viết hay bị nhầm lẫn. Đó, và các bạn cố gắng chú ý cho mình nhé. Đây là các kiến thức ở trong lớp học học viết chữ Hán tại Hà Nội. Mình vẫn thường xuyên chia sẻ cho các bạn. Đấy, cắt ngắn từ các chương trình ở trong buổi học. Mình tóm tắt vào trong những cái clip ngắn như thế này để cho các bạn dễ hình dung và các bạn cũng có thể học theo. Đó, và các bạn hãy chú ý cho mình về cái nét bộ khuyển này thì nó biểu tượng đó là chó mèo nhá. Liên quan tới động vật, biểu nghĩa của nó đấy. Ở đây thì tiếp tục chúng ta chia cái nét cong móc ra này. Thì cái nét phẩy ngắn thứ hai này nó sẽ nằm ở giữa cái nét cong móc mọi người nhá. Nằm ở giữa, còn cái nét phẩy ngắn thứ nhất, tức là cái điểm khởi bút đầu tiên ấy, thì nó sẽ là bằng một nửa ở phía bên trên. Ở đây chúng ta có thể chia tỉ lệ như sau, đó là 1 cộng với 2 và bằng với 3 ở phía dưới nhá. Ở đây thì các bạn có thể chụp lại màn hình. Và tiếp theo thì mình sẽ ghép chữ cho các bạn tham khảo. Sáng thông的水这条路漫漫又长远，红花当然配绿叶，这一辈子谁来陪？渺渺茫茫来又回。